Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe sang xịn mịn thơm giá rẻ bất ngờ dành cho mọi nhà. Vâng, một con xe mà khi mà mọi người nhìn đến phải ngước mắt thấy nhìn rằng là tại sao những chiếc xe như thế này nó lại trông đẹp như thế này, sang như thế này, mịn như thế này nhưng mà giá nó lại rẻ như vậy. Vâng, hôm nay em lại mang đến cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Trung Quốc, hàng nội địa 100%, dành cho những ai từ bỏ ngay cái suy nghĩ gọi là hàng Trung Quốc là đồ lẻo đi. Vâng, vì đây là một chiếc xe hàng nội địa, hàng chuẩn tông 100% với màu sơn người ta gọi là màu hường đi. Màu hường phía bên trên và màu mận đỏ phía bên dưới, phải nói là cực kỳ đẹp. Và đây là một cái chiếc xe mà thiết kế đánh giá ở châu Âu ấy ạ. Là một chiếc xe, nói thật các bác, là khi mà đứng với Maybach thì Maybach chưa có tuổi gì về cái thiết kế từ đằng trước cho đến đằng sau, từ bên ngoài cho đến bên trong. Em khẳng định vậy luôn. Còn nếu các bác nào không tin thì mời các bác xem trực tiếp video này để cùng đánh giá với em xem là nó có đúng như những cái gì em nói không. Nói chung là em thì ít khi bốc phét, còn nếu mà khi mà đã bốc phét rồi thì chắc chắn các bác phải cười. Vâng, đây là một chiếc xe hàng nội địa Trung Quốc 100% đến từ thương hiệu của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ H9, vâng, sản xuất năm 2022. Xe đẹp, chạy mới được có 5.000 cây các bác nhá, chưa được nổi 1 vạn, chạy đúng 5.000 cây. Và đây là một mẫu xe dành cho những người thích hưởng thụ một chiếc xe sang, thích một chiếc xe sướng nhưng mà lại thích bỏ ít tiền, thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc Hồng Kỳ tương đối là đẹp. Và đây là một cái dòng xe mà nó cùng mấy cái gọi là hãng xe mà khi bác chủ tịch Tập Cận Bình sang bên Việt Nam thăm đợt vừa rồi, bác ấy đã sử dụng mang hẳn mấy con xe sang đây để bác ấy di chuyển, thì các bác biết là người ta đã tin tưởng những cái hãng xe này như thế nào rồi. Và đây là một hãng xe quốc dân của thị trường Việt Nam, của thị trường Trung Quốc các bác nhá. Và ở thị trường Trung Quốc thì mẫu xe Hồng Kỳ là một mẫu xe bán rất là chạy tại thị trường Trung Quốc luôn. Thế và độ đẳng cấp cũng như là các cái option của xe thì thực sự các bác là trong một cái video thì khó có thể là nói hết. Nên là nếu mà em có thể là nói thiếu một cái gì thì các bác thực sự là thông cảm. Còn đây là một mẫu xe mà nhìn ngang. Đây, em sẽ quay cho các bác vài vòng để các bác có thể là đánh giá về cái thiết kế của nó, có đẹp hay không, có chất hay không. Còn đương nhiên là nếu các bác mua hàng Trung Quốc loại 1 thì không có giá rẻ đâu nhá. Em này em không bán cái giá dưới 2 tỷ đâu, nên là cứ nói trước các bác vậy. Và với cái tầm như thế này, thực sự với cái tầm tiền thì như một chiếc Land Cruiser bản xuất Trung Đông khoảng tầm 10 tỷ, bản Nhật thì khoảng 4 tỷ, thì em này em bằng một nửa thôi. Vâng, một nửa giá trị thôi. Còn đối với Maybach, thực sự ra với cái giá tiền Maybach là khoảng tầm hơn chục tỷ đến 15 tỷ thì chiếc xe này là một chiếc xe công nghệ thì hơn hẳn, nhưng mà giá nó lại chỉ bằng tầm như vậy thôi. Vì là bên Trung Quốc thì người ta thiên hướng về cái số lượng sản xuất cũng như là chất lượng, thì người ta đi cũng bây giờ đã thực sự là dẫn đầu rồi. Đấy, về ngành công nghệ, từ cái công nghệ LED cho đến tất cả các công nghệ cảm biến thì Trung Quốc đều dẫn đầu. Và chiếc xe này thì được thiết kế bởi nhà thiết kế cho dòng Maybach, thế nên là cái form nhìn cũng đã đẹp, đẹp ngay từ cái mắt mà nhìn ban đầu rồi. Thế nên là bác nào cảm thấy mà yêu thì em mời các bác qua trực tiếp cửa hàng xem xe luôn nhá. Xe thì em đang để tại ngay Cầu Giấy Hà Nội thôi, chứ không phải là để tại Hải Phòng. Và cái dòng xe này thì nói thật các bác là lâu lắm mới kiếm được một con như thế này. Thế nên là bác nào mà yêu, bác nào mà thích thì mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Em này thì mang biển đăng ký là 51K63510, biển số là của đại gia Sài Gòn. Và bác ấy cũng đã đi được một thời gian trải nghiệm rồi, bác ấy lại để lại cho bên em. Thực sự ra là bác ấy cũng thích, nhưng mà nhà bác ấy nhiều tiền quá, thành ra gara bác ấy cũng để nhiều quá. Bác ấy cứ mỗi lần có con xe nào hợp lý của những cái dòng này mà hàng xe gọi là hàng top ấy, là bác ấy cứ đặt hàng, bác ấy chơi, bác ấy đi, gọi là như kiểu người ta, các anh chị em mình hay gọi là phá trinh nhá. Thế và cái giá phá trinh của bác ấy là 900 triệu các bác nhá. Vâng, mua mới hơn 3 tỷ đồng, bây giờ em bán rẻ hơn 900 triệu cho các bác chiếc Hồng Kỳ này. Thế là bác nào mà yêu thích thì em mời các bác qua xem xe, ngồi thử trải nghiệm xem có đúng những gì em nói không. Cho các bác cái trải nghiệm thoải mái. Đấy, nếu mà cảm thấy yêu thì múc thôi, còn không yêu thì ta lại về nghiên cứu tối nằm mơ xem là có yêu nó không. Vâng, một chiếc xe còn rất là ngon với làn la răng 20 inch, dàn lốp mới zin nguyên bản, phanh đĩa 4 bánh. Và phanh đĩa của con này thì nó lại là đặc biệt là dòng cao cấp, nên là 4 bánh của nó thì đều là sử dụng phanh đĩa kép nhá. Đấy, phanh đĩa kép và cái thiết kế la răng của Hồng Kỳ là của hãng, nhìn rất là phê và mê luôn. Đấy, về mặt thiết kế ban đầu thì toàn bộ cái mặt ca lăng của xe là thiết kế giải gọi là người ta gọi là giải thác nước, nhìn rất là mê ly. Đấy, và cái dòng này thì nói các bác là riêng về ban đêm nhá, cái hệ thống đèn led, đèn led này, hình chữ U này. Đấy, cái đèn led này nó chạy lên nhìn rất là phê.
Vâng, cảm biến ở phía đằng trước có camera 360 độ, rồi hệ thống quét radar ở phía đằng dưới này. Nên là khi mà chiếc xe này đi di chuyển trên đường ấy, rất là an toàn, trừ trường hợp là người ta chủ động va vào mình thôi. Chứ còn nếu mà chiếc xe này để mà đi bình thường, em nói thực sự các bác là về công nghệ cũng như là về cái độ an toàn của chiếc xe thì quá ok. Em này thì sơn zin của nó là còn gần như là 100% nhá. Đấy, 6 mắt cảm biến phía đằng trước và phía hai bên sườn, còn đằng sau cũng 6 mắt, đảm bảo cho các bác cái sự an toàn đi lại cho nó sung sướng. Thế còn về phần led mí này, các bác nhìn này, led mí này rất là luật là đèn led projector 2 mắt nhá. Cái công nghệ về phần led thì của Trung Quốc nó là dẫn đầu rồi. Nếu các bác nào không tin thì các bác cứ thử check tra thôi. Chứ nói thật các bác, hàng châu Âu thì cũng là từ Trung Quốc thì chui ra thôi. Đấy, cảm hệ thống đèn phía đằng dưới này. Và đây là kể cả em đang để chế độ đỗ dừng thôi, nhưng mà chiếc xe này nó vẫn sử dụng những cái hệ thống đèn rất là mượt mà. Và riêng về ban đêm thì cái thiết kế của Hồng Kỳ là một cái thiết kế mà nhìn mê luôn, đảm bảo cho các bác nổi bật. Mặc dù không phải là độ chế đâu, zin luôn ấy, thế nhưng mà đảm bảo cho các bác là về độ nổi bật thì khỏi bàn. Đấy, toàn bộ sơn của xe cũng là mượt mà nhá. Và tôn capo đó các bác nhìn này, gân của nó nhìn nó rất là ok. Đấy, gân này. Và Hồng Kỳ khi mà dịch tiếng Việt của mình ạ, ngôn ngữ Hán ấy, thì nó là lá cờ đỏ. Và cờ đỏ của Trung Quốc thì nó là bao giờ cũng là xu hướng dẫn đầu. Đấy, phần một cái gọi là cái giải đỏ ngay phía trên này. Đấy, trên mũi. Thực sự ra là cái ngôn ngữ thiết kế thì nó rất là nhiều. Thế nhưng mà về chất hay là các cái độ thiết kế, từ cái độ luật là hay là cái độ dốc của xe, ví dụ cái đuôi nó hơi trễ xuống và phần đầu nó hơi nhóc lên. Vâng, thì kể cả con này so với Bentley Continental giá tầm 10 tỷ, em khẳng định các bác là cũng không có thể đối thủ luôn nhá. Vâng, và em này thì nó là thiết kế không có nói đến chuyện xăng cộ đâu. Động cơ máy V6 3.0, máy cực kỳ to, hầm hố, đấy, đạp ga phát sướng ngay. Và các bác nào mà đã ngồi lên con này đạp ga thì các bác sẽ hiểu rằng là tại sao thiết kế lại động cơ như vậy. Thời buổi này với những cái dòng này không nói đến chuyện tốn xăng các bác nhá. Kể cả như cái con Bentley Continental, máy của nó là V12. Đấy, máy V12, động cơ 5.0. Thế nhưng mà thực sự là khi mà ngồi lên con này, cái độ thoát ga của chiếc xe này đảm bảo các bác cũng không phải nghĩ ngợi gì. Về phần dàn lốp thì chiếc xe đang sử dụng là dàn lốp la răng 20, lốp 245-40. Lốp này thì hơi hiếm ở thị trường Việt Nam vì cái dành la răng nó to và nó không dành cho những cái dòng sedan, nó dành cho những cái dòng SUV. Nhưng cái lốp này thì chắc chắn với các bác một cái là những chiếc lốp này giá tiền của nó không dưới 5 triệu nhá. Độ cách âm, độ chống ồn hay là cái độ trơn trượt, mài mòn của nó rất là ok, đi thì êm và không nghe tiếng rội lốp. Đấy là một cái đặc điểm của riêng cái dòng lốp của xe sang các bác nhá. Vâng, chứ các bác đừng nghĩ rằng là bảo xe sang mà nó lốp nó rẻ, không rẻ tí nào. Đấy, riêng 5 quả, người ta gọi là mấy nghìn đô đấy. Vâng, thế còn về phần cua lốp, toàn bộ loát lỉ hết, từ cua lốp đằng trước cho đến cua lốp đằng sau, để đảm bảo cho các bác một cái sự êm ái tuyệt đối. Đấy, khi mà các bác đi đường không có dội tiếng ồn, không bị loa cái tiếng đá bắn vào. Và các bác nhìn cái lớp sơn của xe đấy, độ bóng này, đấy, độ bóng này, lớp sơn màu mận nhá, màu mận, đó, đỏ mận, đấy, bóng đều và nhìn ánh kim sa rất là sang trọng luôn. Cái này thì xe là sơn zin rồi nên là các bác yên tâm. Đấy, camera 360 độ xung quanh, đấy, có này, rồi gương điều chỉnh điện, gương zin, đấy, có hệ thống cảnh báo xe phía đằng sau, radar quét phía sau, radar quét phía trước. Và các bác để ý là tay nắm cửa của xe là tay nắm cửa ẩn nhá. Có nghĩa là nó sẽ ẩn xuống khi mà mình di chuyển và mở ra khi mình thao tác là ra vào. Hệ thống cửa sổ trời cho một mẫu sedan. Đây các bác nhìn này, toàn bộ cửa sổ trời đây. Đấy, full panorama. Thực sự ra là cái dòng này nó không full hẳn. Nó vẫn có những cái phần, ví dụ như cái phần khung sắt này này. Toàn bộ phần khung sắt của xe là sử dụng khung carbon cao cấp, luyện cao cấp, nên là khung này là khung nhôm nhá, vừa nhẹ nhưng mà cái độ cứng của nó rất là cao. Đấy, toàn bộ cái khung đấy nó đảm bảo cho sự an toàn cho người bên trong. Đấy, không hề bị yếu tí nào. Đấy, khung rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, mà cao cấp carbon. Và các bác có thể nhìn là toàn bộ cửa này, cửa con này là cửa có hít. Đây em mở lại cái đoạn này. Đấy, cửa này là cửa có hít cho các bác nhá. Đấy. Cái đấy tự hít nhá. Đây không lại bảo là thế này. Đây. Tự hít này. Đấy các bác thấy chưa?
Vâng, và cửa là cửa hít này, chỉ keo cánh thì không cần phải bàn. Riêng con này thì đảm bảo bao zin cho các bác tuyệt đối 100% luôn. Kính điện này, em hạ nhẹ nhàng một chạm luôn nhá. Và cái kính này các bác nhìn kỹ cho em này. À, kính hai lớp luôn này. Đây là kính hai lớp nhá. Đấy, à, kính hai lớp. À, nó gọi là tác dụng là chống ồn này. À, chống ồn rồi à, à, cái gì nhỉ? Người ta gọi là chống tia UV tử ngoại rất là tốt luôn. Mặc dù là chiếc xe này kính này còn được dán phim. Đấy, dán phim cách nhiệt hết nhá. Và các bác nhìn vào nội thất bên trong này. Đấy, điện thoại suốt ngày. Đấy. Nội thất bên trong các bác nhìn này, toàn bộ nội thất của xe là màu kem sáng, gọi là có thể là gọi hơi trắng tí. Thì cái màu này nó là màu cái da của nó là da napan, dòng da cao cấp chuyên dành cho những dòng xe hạng sang. Nhưng ở Trung Quốc thì em nói thật các bác là toàn bộ những cái dòng xe mà được xuất khẩu sang đây đó thì đều là những chiếc xe mà sử dụng cái dòng da cao cấp, mà cái dòng da này nó rất là bền nhá. Nó dùng tầm khoảng 10 năm, hơn 10 năm nhưng mà cái da nó vẫn cứ như vậy thôi, chứ nó không bị sờn rách, không bị kém. Đấy, da cao cấp là nó như vậy. Và cái ghế của xe thì đều có bơm lưng này, có điều chỉnh lên xuống trái phải trước sau. Đấy, rồi lại có ngửa lưng mắt ghế, có gọi là thổi gió ở phía ghế, các thứ là đầy đủ, chả thiếu cái gì. Đấy, nói chung là các bác mà thích xe công nghệ thì cứ mua em này thì đẳng cấp rồi. Đấy, kể cả da bò lộn này, da lộn này, hay là da chìm này. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ da này, đấy, nó còn căng nét đèn nẹt như này. Đấy, và các bác mà thích gọi là xe sang xín mịn thơm thì đấy, các bác cứ chơi em này. Em đảm bảo các bác riêng về công nghệ hay là riêng về các cái độ đẳng cấp, độ chất thì đây là một mẫu xe các bác mà cứ lên rồi các bác sẽ hiểu. Vâng, toàn bộ gioăng cao su chống ồn này hay là cánh của xe thì đều được sử dụng bằng những cái dòng chất liệu kim loại mà nó có cái độ rung lắc ít, hạn chế nên là cái chống ồn của nó rất tốt. Đấy, toàn bộ vân kim loại phay xước, cái này là kim loại nhá, cái này là bằng kim loại hết chứ không phải những nhựa như là các dòng xe hàng mã đâu. Đấy, hay là các cái tắp ghi da, đây là đều bằng da này, trên này đều là bằng da hết, có khâu và khâu này là đều là khâu thủ công luôn, chứ không có chuyện là khâu máy nhá. Riêng những chiếc xe này thì sản xuất nó đếm trên đầu ngón tay, dạng như kiểu bản người ta gọi là cái bản premium, không phải premium mà là cái bản mà gọi là đếm trên đầu ngón tay đó. Vâng, thì những chiếc xe này cũng như vậy thôi. Ở thị trường Việt Nam thì chiếc xe này chỉ dành cho các bác nào mà thích đi hàng độc, hàng hiếm, hàng lướt ấy, thì đây là một chiếc xe quá ok. Vâng, vừa sang vừa chảnh, vừa mịn vừa thơm mà giá nó lại hợp lý này. Ghế da napan cao cấp này, đấy, da lộn này, toàn bộ bằng da bò cao cấp nhập khẩu từ bển về luôn. Và các bác để ý cho em cái sàn này, sàn nỉ dưới này. Điểm trừ đó là cái bộ sàn này là bộ sàn người Việt Nam mình làm thôi. Nhưng mà em nói thật là nếu các bác làm cái dòng cao cấp, cái sàn này nó không đáng tiền đâu. Nhưng mà cái sàn ở dưới này, đấy, nhìn sàn dưới biết ngay chất xe 2022, nên là đương nhiên là xe nó sẽ phải đẹp như xe mới rồi. Nên là các bác chỉ cần nhìn các cái ốc bản lề này là các bác đánh giá luôn. Đấy, với cái tầm tiền như thế này thì thực sự là cái mẫu xe này là một mẫu xe mà nhiều anh em phải chiêm ngưỡng. Và chiếc xe này thì cũng đã được review bởi rất nhiều kênh rồi. Nhưng mà đấy chỉ là review về quảng cáo, về công nghệ thôi. Còn ở đây em review là em bán luôn con này. Nếu bác nào mà cảm thấy mà yêu thương chiếc xe này thì các bác có thể là em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy. À, đầu tiên là thời tiết nắng thì em xin phép là em sẽ lại đóng cái kính này lên. Và các bác thì chú ý cho em nhé, đây này, kính cũng là kính hai lớp này, kính hai lớp hàng hiếm luôn này. Đấy, và bên này thì có thể mở cửa cho bên kia luôn. Đấy, nó không như là những chiếc xe cơ bản bình thường là nếu mà mình ngồi hàng ghế sau là ví dụ ngồi bên trái thì chỉ mở được bên trái thôi, ngồi bên phải mở được bên phải, nhưng ở đây là mở được bốn cánh nhá. Đấy, em xin phép hạ kính xuống, nâng kính lên và hạ kính xuống ở bên kia. Đấy. Và nói về công nghệ thì nói với các bác là riêng cái dòng xe này đúng là khi mà em ngồi rồi, cảm nhận này, đi chạy thử này, thì đây là một cái xe hạng xe mà đúng là quá khiếp về cái công nghệ. Vừa an toàn, đấy, vừa rộng rãi nhá. Cái dòng này trông vậy thôi nhưng mà ngồi rất là thoải mái luôn. Ngồi trong xe cực kỳ thoải mái. Mỗi tội đấy là cái ghế đằng sau nó lại không có cái chuyện gọi là hai người ngồi sát được với nhau, mà là ông nào ngồi riêng ông đấy, có thể gọi là như kiểu là chủ tịch bên cạnh là phu nhân. Thế nhưng mà cái này đây, các bác nhìn này, thiết kế đèn hậu ở đó. Riêng về phần LED thì hãng xe này nó là đẳng cấp rồi. Đấy, toàn bộ full LED luôn nhá. Và riêng cái bộ đèn này của chiếc xe là cũng đã trị giá là 50 triệu rồi.
Đấy, đèn hậu này cộng với cái đèn ngang này là 50 triệu đồng. Thế nhưng mà ở bên em thì cấp đèn cho các bác đàng hoàng bình thường. Đấy, các bác đi hạng sang các bác biết rồi, khi mà tách đồ ra đấy nó nhiều tiền lắm. Thế mà đến kể cả con Beijing X7 mỗi cái bộ đèn hậu của nó đã hơn 20 triệu rồi. Đấy, hệ thống cảm biến phía đằng sau. Đấy, cảm biến sườn phía đằng sau này. Rồi mắt đằng sau đây. Đấy, bộ đôi thể thao cho các bác nhá. Và em này thì thực sự là nhìn đằng sau thì cũng tương đối khá là luột là. Đấy, mượt mà luôn. Và các bác có để ý là cái này nó có một cái logo là Tommy Trần. À, cái này là bác chủ, bác ấy là chính là cái người mà đã mua chiếc xe này, gọi là đi cho nó sướng, phá trình cho nó ok. Mất 900 triệu bây giờ về tay chúng ta thôi. Đấy, toàn bộ tất cả các cái đèn hậu phía đằng sau bằng led hết nhá. Con này thì hiện nay là em đang không nổ máy nên là các bác thông cảm. Đấy, ơi, còn mở cốp thì nói thật là đến thời điểm này là em đang không hình dung là đây mở đây rồi, nhầm cốp điện. Chưa quen nên anh em thông cảm nhá. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ tất cả các cái phần nỉ này. Riêng em này thì về phần keo chỉ thì em bao zin các bác nhé, nên là em sẽ không review kỹ về phần keo chỉ đâu. Cái này các bác có thể là check hãng thoải mái luôn, cho các bác check hãng toàn quốc luôn. Đấy, bao check hãng toàn quốc các bác nhá. Đấy, lót xốp này và úi giời, độc lạ bình dương luôn này các bác này. Đấy, riêng ở đây nó có một cái bình khí nén nhá. Ấy nhìn nó không hiểu là cái gì, nhưng mà bình khí này là sử dụng cho 4 cái quả bóng hơi ở phía dưới gầm của xe đấy ạ. Vâng, đấy, sử dụng rất là xịn sò. Và cái này, cái xe này nói các bác là nó tự bơm lốp. Đấy, cứ gọi là lốp hết hơi là nó tự bơm. Đấy, có cảm biến áp suất lốp trên xe. Đấy, và cái công nghệ thì nói thật là em không dám khẳng định là báo được full về cái công nghệ của chiếc xe. Nên là các bác nào mà cảm thấy mà nó thiếu cái gì đấy thì các bác thông cảm cho em nhá. Vâng, review bao giờ cũng có thể thiếu, không thể chê được câu nào. Đấy, toàn bộ này, phần sơn này. Đấy, phần sơn này đều, bóng đều. Và xe thì đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối 100% nhá. Zin tuyệt đối 100% cho các bác luôn. Đấy, và các bác nhìn này. Đấy, cánh này, sơn sườn cánh thì khỏi bàn. Toàn bộ hệ thống lốp của chiếc xe là đang sử dụng la răng. Đếm xem là 2, 4, 6... liệu nó có thành đúng theo kiểu phong thủy không? Ồ, 16 cánh thật à? À không, 17 chứ. Sao lại 17 nhỉ? Em đếm thấy lạ lạ đấy. 1, 2, 3, 4 này. 1, 2, 3, 4 này. 4 này. Ồ, đúng 17 thật. 17 chấu, độc lạ bình dương luôn các bác ạ. Vâng, nếu các bác không tin các bác đếm luôn. Em dừng hình rồi đó. Đấy, 1, 2, 6 này, 7 này. Bên này 5 này. Ừ, tại sao mình cứ đếm đi đếm lại này? 6 này, 10 này. Ừ, 2... đếm lại nè, tự dưng em lại đơ đơ cái đoạn này đấy. Vâng, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 chấu, 15 chấu không phải 17. Vâng, xin lỗi bác, 15 chấu nhá. Em cũng không hiểu, nhưng mà thực sự là các hãng xe của Trung Quốc thì hầu như la răng đều lệch lệch. Đấy, kể cả Nhật nhá, như con Accord hay là con ấy đều là 79 la răng, còn đây là 15 la răng. Đấy, nói chung là cái này thì đúng là theo phong thủy rồi. Đấy, thế còn là lốp này. Đấy, toàn bộ lốp là do lốp zin nhá. 2022 lốp zin tuyệt đối cho các bác. Cửa thì mở ẩn rồi. Thôi, bây giờ ngồi vào trong này nó mới sướng cho các bác. Em xin phép là ngồi vào trong này. Đầu tiên là ngồi vào trong này thì có một cái cảm giác đó là ngồi trong này nó sướng hơn bên ngoài. Đúng thật, vì là hôm nay thời tiết quá nắng nóng luôn. Đấy, các bác thông cảm. Hệ thống màn hình của chiếc xe đấy, theo logo Hồng Kỳ ở phía dưới này, có màn hình giải trí, đấy, cảm biến, cái này là cảm biến hàng xịn sò luôn nhá. Đấy, có cài âm thanh, cổng USB nghe nhạc riêng tư cho những người ngồi phía đằng sau. Và cái màn hình này nó là màn hình thiết kế riêng nên là nó ôm ghế như này đây. Các bác nào bảo là chưa nhìn thấy thì đây, lần đầu tiên các bác nhìn thấy một cái quả màn hình nó ôm sát ghế phía đằng trước như thế này. Nó không phải là cái dạng màn hình mà vuông vuông xong rồi gắn vào cái này đâu nhá, mà nó là ôm sát ghế thiết kế riêng cho cái dòng xe này. Chữ Hồng Kỳ thì nó cứ để sẵn ở đây lúc nào cũng có. Hồng Kỳ, lá cờ đỏ của Trung Quốc. À, các bác nhìn này, cửa sổ trời này. Tuy là không to như những cái dòng xe SUV, nhưng mà được cái là không gian nhìn rất là phê và mê. Đặc biệt là cái camera, lúc đầu thì nói thật là em nhìn qua thì tưởng camera hành trình, ai ngờ đó là camera phía đằng sau các bác ạ. Vâng, camera phía đằng sau. Đấy, các bác nhìn này, người đi bộ ngang đường như ở đằng trước không thấy. Đấy là camera phía đằng sau nhá. Đấy, và các bác nhìn là toàn bộ hệ thống ghế này. Đấy, ghế này, kể cả cái tựa đầu này, nó tạo một cái cảm giác khi mình ngồi tựa đấy ạ. Nó sẽ thoải mái, nó ôm sát cổ, ôm sát đầu luôn. Đấy. Về phần ghế thì thiết kế thì quá ok rồi. Cảm biến cái lỗ thoáng khí này. Có ghế, có đẩy cái ghế trên. Đấy, các bác nhìn này, có đẩy ghế nhá. Đấy. Mở bằng cái này. Đây, mở bằng cái này.
ghế ngửa ra tựa vào và ghế có thể là bật ngửa ra 120 độ. 120 độ lên là ngồi rất là thoải mái và tự nhiên. Có thổi gió dưới ghế này, rồi có sấy ghế này, có đấm lưng, có đấm lưng nhá. Có đấm lưng rung cho ghế luôn. Đấy, rất là cao cấp. Rồi có di chuyển trước sau. Đấy, nói chung là công nghệ thì đúng là thực sự các bác là không chê được cái gì với cái em này. Đấy, công nghệ này, học tì tay này. Đấy, có hẳn một đường chỉ đỏ. Đấy, lá cờ đỏ nhưng mình có thể dọc gọi là đường chỉ đỏ. Đấy, chỗ để giấy tờ tài liệu các thứ này. Đấy, và bên này thì nó lại thiết kế một cái hộp để đồ. Chỗ này chai nước này, chỗ này cổng sạc này. Rồi bên này là cửa gió điều hòa ngay trước mặt. Nhưng mà không phải là chỉ ngay trước mặt này đâu nhá, mà bên này cũng có này. Bên cột này cũng có luôn này. Đấy, và bên cột bên trái này cũng có luôn này. Và cái thiết kế của xe thì các bác có thể để ý cho em là toàn bộ cái thiết kế của xe đấy, cột này. Đấy, toàn bộ cột là chơi bằng cái da, toàn bộ bằng da nhá, đây là da lộn. Đấy, toàn bộ sử dụng da lộn cao cấp luôn. Nếu mà nói về công nghệ thì đây là một chiếc xe công nghệ hàng đầu luôn. Đấy. Và nói về độ chất đấy, còn độ gọi là sử dụng các cái vật liệu cao cấp để tạo lên chiếc xe này thì đây là một chiếc xe hiếm có khó gặp. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ bản lề này. Đấy, bản lề nó là bản lề đúc luôn nhá, nhìn rất là phê. Đấy, hệ thống âm thanh. Đấy, loa, đây các bác nhìn loa này. Hệ thống âm thanh loa của Bose chuyên biệt nhá. Cái này là đẳng cấp luôn và được gọi là đặt hàng riêng với chiếc xe này. Đấy, chứ không phải là mặc dù là xe Trung Quốc thì cứ phải loa Trung Quốc thôi nhá. Đặt hàng loa bô luôn. Đấy, đặt hàng toàn bộ loa chép bát. Và con này là hệ thống âm thanh loa 10 trong 1 luôn. Có nghĩa là trong xe là toàn bộ là sử dụng bằng âm thanh loa Bose. Đấy, cao cấp luôn cho tất cả các cánh. Trên cánh này, trên cánh hay là dưới. Đấy, toàn bộ thắp cái cánh này. Em này thì đúng là thực sự là nhìn da lộn thì mê. Mê ngay từ cái nhìn ban đầu. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ da lộn hay là phần cánh trên này. Đấy, da cánh trên này. Đấy, các bác nhìn nó rất là mê như này đây. Đấy, và bên em thì đang bán chiếc xe này với cái giá chính xác nhá. Vâng, giá chính xác của chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe hạng sang Trung Quốc ghi rõ ràng luôn này. Không có gì phải giấu giếm nhá. Chuẩn chỉ Trung Quốc, hàng nội địa luôn. Và em này thì sản xuất đấy 2021, led căng đấy. Bác nào mà yêu thì cứ ABC em này thôi. Vâng, rẻ hơn 900 triệu cho một chiếc xe lướt lần lượt. Đến từ thương hiệu của Trung Quốc, hàng Trung Quốc loại 1 luôn. Đấy, toàn bộ ghế là có ôm tựa đầu này. Rồi túi khí an toàn cho ghế luôn này. Và bản này thì nó các bác là túi khí nó ngập trời quanh xe luôn. Đấy, phần táp lô này, có cảm biến định vị cho xe này. Mặt táp lô trên, loa, hệ thống âm thanh loa. Và ở phía táp lô bên phía tài thì có cả húp kính nhá, húp tốc độ đấy ạ. Vâng, cái đấy thì HUD. Ở đây các bác nhìn này, sàn nó còn đẹp như này mà. Nói chung là về công nghệ thì đây là một chiếc xe quá công nghệ đẳng cấp rồi. Đấy, với cái tầm thời điểm này thì chiếc xe này nói với các bác là nó cũng thực sự là kén khách. Thế nhưng mà khi các bác đã đi những chiếc xe này rồi thì đảm bảo các bác là về độ chất hay độ đã hạng sang đấy ạ, thì có thừa. Nên các bác nào mà cảm thấy yêu thì đây là một chiếc xe các bác có thể là ring về để làm vợ. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là ok, 2 tỷ 080 triệu đồng cho chiếc Hồng Kỳ H9 2021 led căng, chạy được đúng 5.000 cây. Em này thì nói các bác là hàng trưng rồi. Thế nên là các bác đi những cái dòng xe này, đảm bảo với các bác là độ sướng cũng như là độ đẳng cấp thì nó có thừa và nó hạng sang luôn. Nhiều các bác cứ bảo chê bảo là đồ Trung Quốc thế này thế kia. Em nói thật các bác nhìn ngay cái quần lót của các bác hay là cái quần các bác đang mặc ấy, không phải là ở gọi là mác Trung Quốc thì cái chất liệu đấy cũng là làm từ Trung Quốc. Thế nên là thực sự ra là mình mua những chiếc xe này là mình mua những chiếc xe mà công nghệ đi đầu của một nước gọi là dẫn đầu về công nghệ. Đấy, các bác bảo những cái hãng điện thoại Xiaomi hay là các cái hãng đấy, húp kính của nó nhìn phê rồi các bác ạ. À, mà nhìn thực tế bên ngoài là hơi to, to hơn như cái này, có cảm biến phía đằng trước, có hệ thống ổn định. Và ngồi trong xe thì tương đối là ok. Ô, mức tiêu thụ nhiên liệu ít phết các bác ạ. Đây này, trung bình là 14,7 lít trên 100 cây. Đấy, xe chạy được 5.600, thông tin driver info. Đấy, có hết. À, set order. À đâu, thế là hóa ra là từ nãy giờ em nhìn nhầm các bác ạ. À, 1.7, vâng, các bác thông cảm nhá, đúng 1.7 luôn. Đấy, set driver. Đấy, có hết. Cái này nó ghi hết thông tin, nhưng mà lúc nãy quên mình cứ đọc nhầm. Vâng, đấy, cảm biến này.
Đấy, chạy được 1,7 vạn các bác ạ. Xe chạy 1,7 vạn vẫn còn như mới. Màn hình gọi là full gọi là HD 4K. Đấy, full công nghệ luôn. Đấy. Màn hình bên này tùy chọn này. Âm thanh này tùy chọn bên trên này. Rồi giải trí các cái chức năng đâu. Cái này em chưa quen màn hình các bác thông cảm nhá. Skin off này. Ui. Lắm công nghệ quá, húp kính này. Ui nhiều công nghệ kinh. Phải nói là em này thì đúng là không chê được câu nào. Đấy là còn có camera trước này. Đấy mình chưa quen nhưng mà nó nhiều lắm. Còn các bác mà muốn kiểm tra thì mời các bác qua xem xe. À, tắt tốp này. Nổ máy nào. Ôi. Bây giờ các bác là từ nãy giờ máy không nổ. À, chẳng qua là em quen thực sự ra là máy rất là êm. Đấy máy rất êm luôn nhá. Và cần số của xe nó cũng độc đáo đặc biệt luôn. À, nó rất là đặc biệt. À, cho một chiếc xe có cái thiết kế nhìn rất là châu Âu. À, em này thì nó là cái người thiết kế ra chiếc xe này thì là một cán bộ mà chuyên thiết kế ra dòng Maybach. Thế nên là thừa hưởng những cái thiết kế của Maybach rất là luôn là. Kể cả cái hệ thống đèn nó chìm đấy, cho tappy. Rồi cửa sổ trời đấy. Xe vô cùng hiện đại luôn đấy. Em xin phép là đóng cái cửa sổ trời đây lại. Đây các bác ơi. Đấy, cửa sổ trời nó rất là mịn màng. Đó, sạch sẽ, nhìn rất là phê và cao cấp luôn. Riêng em này nhá, đi ban đêm ấy, em nói thật các bác là mình nhìn nó như kiểu là gọi là ca sĩ diễn viên ấy ạ. Hệ thống lái thì vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù máy 3.0 xe cao cấp nhưng là lái thì rất là êm. Nó không hề bị lặng lái, ì lái tí nào luôn ấy ạ. Vâng. Và các cái phím tùy chọn tích hợp ở trên này, đồng hồ hiển thị này. Đấy, lên phát lên ngay. Đấy, gió điều hòa này. Lại cho thêm tí gió nữa cho nó sướng cuộc đời. Ở đây phải ấn lên cái này. Đấy. Và chiếc xe này có phanh tay điện tử này, Drive Mode đây rồi. À có ba chế độ này. Đây các bác này, Eco này, Comfort Sport có hết nhá, chứ không phải là à lại còn có Snow Tuyết này. Đấy, Eco tiết kiệm này. Ui. Thế cứ bảo làm sao mà cái dòng này đi nó sướng. Vâng, cái địa hình gì nó cũng chơi mà nó đẳng cấp như thế cơ mà. Đấy và cái thiết kế thì đúng là thực sự các bác là với cái tầm này đây, đây là một cái thiết kế quá tuyệt vời. Lại còn có hệ thống gọi là camera giám sát khi dừng đỗ này. Đấy, có nhiều cái chức năng lắm. Hệ thống hỗ trợ lái này, dừng lái này. Rồi còn cái gì nữa nhỉ? Công nghệ thì nói thật các bác là có thể là em sẽ báo thiếu. Đấy, thế nên là các bác nào mà cảm thấy mà em báo thiếu. À, lại tiếp tục này. Các bác biết cái gạt mưa này là hay ở cái chỗ nào không? Bình thường các con khác là nó phun lên kính nhưng mà ở đây là phun cùng với cái cần gạt mưa luôn. Có nghĩa các bác sẽ không nhìn thấy cái cảm giác nước nó phun vào mặt mà nó là ngay từ cái gạt mưa nó phun lên luôn. Đấy các bác nhìn này. Đó, các bác thấy chưa? Vâng, công nghệ thì đúng là thực sự là hiếm. Úi giời, một chạm. Đấy, chạm này. Bật này, đây bật. Đấy, tắt này. Đấy các bác nhá. Cảm biến đây các bác nhá. Vâng, nó hiện đại ngay từ những cái chi tiết cơ bản đấy rồi. Đấy, hệ thống sấy kính này, sấy gương hậu này, hay là điều chỉnh gương các thứ là có hết. Đấy, khóa mở nhẹ nhàng êm ái. Và xe thì cái dòng này rất là đặc biệt các bác nhá. Động cơ máy 2.0. À, nhưng mà nhớ là phải mở hai lần. À, ví dụ một lần này, hai lần này, các bác biết tại sao? Đấy là một cái chức năng rất là an toàn cho xe. Đấy, cái chỗ này là để đồ riêng tư quý giá nhá. Vâng, rất là an toàn cho xe luôn. Đấy, lâu lắm rồi em mới review một con xe mà phải đến 30 phút các bác ạ. Vâng, rất là lâu rồi. Nên là với những chiếc xe như thế này thì các bác cứ yên tâm là độ chất có thừa. À, các bác nhìn này. Đấy, từ cabo nhìn nó đã phê như này rồi. Một chiếc xe chạy được 1,7 vạn, động cơ máy V6 3.0. Vô cùng êm luôn. Máy số thì zin tuyệt đối rồi. Nói chung là con này thì đảm bảo cho các bác test hãng thoải mái. Các bác thích mua xe lướt thì các bác cứ em này mà diễn thôi. Đấy, và xe thì cái chữ Hồng Kỳ này nó nằm ở trên tất cả các cái chi tiết của xe, kể cả ngay từ phần ốp mang. Đấy, đây là một chiếc xe thương hiệu của Trung Quốc các bác nhá. Trung Quốc nội địa 100% luôn. Máy số zin tuyệt đối, động cơ máy 3.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu 14 lít, gọi là 15 lít đi, trên 100 cây. Đấy, và thực sự ra chiếc xe này toàn chạy ở trong đường phố thôi. Chứ còn nếu ở đường trường nó rơi vào tầm khoảng 12 lít trên 100 cây. Cũng là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu quá tuyệt vời dành cho một cái dòng xe hạng sang đến từ thương hiệu nội địa của Trung Quốc. Và bác nào mà yêu, bác nào mà thích, đấy, muốn mê một chiếc xe tuyệt vời, muốn đi một chiếc xe sang trọng mịn thơm mà giá nó chỉ bằng gọi là một phần mấy của cái con Land Cruiser đấy ạ, thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn.
một mẫu xe dành cho những người am hiểu những chiếc xe của Trung Quốc và dành cho những người gọi là thích đi đầu xu hướng. Vâng, đúng với ý nghĩa của Hồng Kỳ. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với em Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ. Một chiếc Hồng Kỳ H9 2021 chạy 1.7 vạn, động cơ máy V6 3.0 bản full kịch, đang có mặt tại Việt Nam, đang có mặt tại Cầu Giấy Hà Nội, và em đang bán cái giá vô cùng yêu thương nhá. Chỉ có, vâng, chiếc xe này đang bán là chỉ có 2.080.000.000 đồng. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp, trừ thêm 1.000.000 nữa cho 2079 cho nó gọi là thần tài lộc phát. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe sang xịn mịn thơm tại em Vũ Duy Auto. Con này thì em sẽ làm video mà chuyên để gọi là mình ngồi hưởng thụ đấy ạ. Cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt.